đẹp quá. Được rồi, ta sẽ tặng bé một bút màu nhá. Con vào chỗ ngồi đi. Wow, hôm nay mình có một bút to màu to đúng luôn. Sao ở kia một bạn nhỏ cứ tập thò ấy nhở? Mình ra xem có chuyện gì nào. Chào con. Sao con đứng tập thò ngoài này thế? Con không vào học à? Không, cháu không đi học. Thế thì thôi, con cứ vào học đi. Cô không lấy học phí của con đâu. Đây, con ngồi đây, con ngồi cạnh bạn Lạc nhá. Con tên là gì? Con tên là Lim. Con tên là Lim à? Thì con ngồi cạnh bạn Lạc nhá. Chúng ta cùng học bài nhá. Wow, hôm nay bạn là một màu đẹp quá. Cho tôi đứng chung với nhá. Con cứ dùng thoải mái đi. Ôi, nước gì mình có bộ màu đẹp như các bạn nào. Wow, ở dưới trần gian cảnh vật thật là đẹp. Cây cối thi nhau đua nở. Wow, chim chóc là hấp dẫn. Bây giờ ta sẽ biến hình thành người thường để thử lòng cô bé xem. Dân thường rồi, ra hỏi thăm cậu nhóc mới được. Chào cậu bé. Con ơi, cô đi đường xa, cô đói quá, con có thể cho cô uống chung sữa được không? Dạ, con đi nhờ. Thôi, cô cũng uống đi cho đỡ đói. Cô cảm ơn con. Nhưng thôi, con uống hết đi. Cảm ơn con nha. Chị Hằng Nga xinh đẹp quá. Thực ra ta không phải là người thường, mà ta là chị Hằng. Thấy bé rất là ngoan nên ta sẽ tặng cho bé một món quà. Được rồi, ta sẽ tặng bé một hộp bút chì màu. Đây, ta đã biến điều ước của con thành hiện thực. Con hãy ra lấy hộp bút màu của mình đi. Con cảm ơn chị Hằng Nga. Rồi, con cầm vào của con nha. Wow, hôm nay chị Hằng cho mình một bộ màu đẹp quá. Mượn ra xem có giống của bạn Lạc không nào. Wow, đẹp quá. Bây giờ mình mới đến lớp quê với bạn Lạc thôi. Bạn Lạc ơi, hôm nay mình cũng bộ màu giống của bạn. Các bạn ơi, video của hai bạn Linh Lạc đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.